Chàng trai Việt tự lái xe máy 7 ngày 7 đêm gần 3.000 cây số từ Việt Nam sang Singapore. Chàng trai khiến cộng đồng mạng nể phục là anh Nguyễn Thường ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Cụ thể, để đến được đất nước Singapore, anh Thường đã xuất phát từ Sài Gòn, xuất cảnh qua Campuchia, sau đó đến Thái Lan, rồi qua Malaysia và cuối cùng là cập bến Singapore. Tổng thời gian di chuyển bằng xe máy cho quãng đường gần 3.000 cây số này là 7 ngày 7 đêm. Anh Thường ước tính đã chi tiêu gần 70 triệu đồng, trong đó thì chi phí di chuyển tốn kém nhất. Về thủ tục để mang xe máy chạy xuyên quốc gia, anh Thường đã nhờ một công ty đứng ra làm giúp. Được biết, anh Thường cùng một người bạn thì đã xuất phát từ Bình Dương vào hôm mùng 2 Tết. Anh Thường và bạn đã dành 3 ngày ở lại để trải nghiệm, thăm thú các địa điểm du lịch ở Malaysia. Từ đây thì hai anh đi thêm 350 cây nữa, băng qua cây cầu lớn rồi tới Singapore, cũng là điểm dừng chân cuối cùng. Anh Thường cũng chia sẻ thêm với những bạn cùng đam mê rằng, nếu muốn đi phượt bằng xe máy, mỗi người nên trang bị thêm cho mình một chút ngoại ngữ cơ bản để giao tiếp. Cùng với đó thì ở Malaysia và Singapore đều phải tự đổ xăng. Do đã phượt bằng xe máy xuyên quốc gia vài lần trước nên anh cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong lần đi này.